Khánh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Môi trường và Cuộc sống số 151. Chương trình được phát sóng vào ngày 15 và 30 hàng tháng trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sẽ phát trong chương trình. Kiểm soát khí thải xe máy cần có lộ trình phù hợp. Thủ phủ chăn gối và nỗi lo ô nhiễm. Chậm khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý trong thời gian gần đây. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua nghị quyết số 139/2024/QH15 về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết đã xác định phạm vi quy hoạch, đề ra các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, xây dựng định hướng, bố trí sử dụng không gian và phân vùng sử dụng cho từng khu vực. Mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật vừa được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thông qua, gồm Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên Công nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Lưu trữ sửa đổi, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thải bỏ phương tiện giao thông nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực của các phương tiện giao thông cũ và không đạt tiêu chuẩn. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 72 CDTTG ngày 24 tháng 7 năm 2024 về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới. Mặc dù ngành đường sắt đã triển khai một số dự án gia cố, bền vững các công trình đường sắt, song đến thời điểm hiện tại trên toàn tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn còn 132 vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở ta luy, xói lở nền đường, xói lở chân khay, tứ nón mố công trình cầu cống hoặc ngập úng đường ray trong mùa mưa bão cần được kiên cố hóa. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thu hồi đất, di rời nhà trên và ven kênh rạch. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hỗ trợ tối đa 70% giá bồi thường đối với đất lấn chiếm kênh, cao gần gấp đôi so với trước, đồng thời giúp người dân tái định cư. Chuyển sang những thông tin chính trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây kiểm định khí thải xe máy chỉ mới là đề xuất, thì nay vấn đề này đã được quy định trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Và một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này chính là việc kiểm định khí thải xe máy như thế nào để không làm xáo trộn đời sống của người dân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Như vậy, 15 năm sau khi Chính phủ phê duyệt chủ trương kiểm soát khí thải xe máy, loại phương tiện chiếm tỷ lệ lớn nhất trên đường phố Việt Nam chính thức được đưa vào khuôn khổ. Những xe cũ đây thì nên ngắn mua dài chứ mà nào ngắt quá thì cái này là một ngày, cái này được 200, mà để phạt đi mất vài 300 thì chúng tôi cũng không có cái gì cả. Đó cũng là tâm lý chung của nhiều người lao động khi phải mưu sinh dựa vào những chiếc xe máy cũ. Theo các chuyên gia, những lo lắng này không phải là không có lý, nhưng không thể vì thế mà không thực hiện kiểm định khí thải xe máy. Theo kết quả từ 3 chương trình đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, xe trên 5 năm đã có xu hướng vượt tiêu chuẩn khí thải hiện hành và xe trên 10 năm có tỷ lệ phát thải rất lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp trong thời gian đầu.
siết quá chặt ngay từ đầu nó sẽ gây ảnh hưởng xáo trộn rất lớn trong cái giai đoạn đầu. Chỉ một bộ phận rất nhỏ, những xe quá cũ quá nát thì mới bị tình trạng không đạt. Còn những xe cơ bản vẫn lưu hành ở mức thông thường thì nên đặt cái ngưỡng khí thải để nó có thể dễ dàng được thông qua. Chẳng hạn 5 năm sau chúng ta có thể nâng cái mức nó chặt hơn, 5 năm sau nữa lại chặt hơn nữa. Triển khai như thế nào để thuận lợi cho người dân khi đi kiểm định khí thải, đăng kiểm khí thải, rồi cái vấn đề về chi phí cho người dân như thế nào cho nó phù hợp. Rồi ví dụ những cái xe cũ thì chúng ta cần phải đưa ra cái mức như thế nào cho phù hợp, bởi vì chúng ta không thể nào mà đưa ra cái mức áp dụng cái mức rất cao cho những cái xe đời 2000 Euro 2 chẳng hạn. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, không phải tất cả xe máy sẽ phải kiểm định khí thải từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc kiểm định sẽ được thực hiện theo lộ trình do chính phủ ban hành. Trong khi lộ trình đang được xây dựng, thì mỗi người dân cũng cần chủ động bảo dưỡng xe định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để góp phần bảo vệ môi trường. Xe mà hỏng hẳn ấy mới bắt đầu mang đi sửa thì kinh phí rất chi là lớn. Kiểm tra định kỳ cứ tầm 6 tháng kiểm tra một lần ấy thì thực ra cái công kiểm tra hay là những cái sửa trong vòng 6 tháng thì nó kinh phí nó rất chi là ít. Cuối năm 2021 thí điểm đo kiểm khí thải xe máy của những xe mà sử dụng trên 10 năm. Trên 54% xe mà lần đầu đưa vào đo lần 1 thì vượt quy chuẩn. Chuyên gia các thợ sửa chữa có những cái sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng, làm sạch buji rồi thay dầu thì có đo lại thì cái số vượt nó chỉ còn 9% thôi. Theo các chuyên gia, hiện nay hệ thống giao thông công cộng tại các đô thị đang được chú trọng đầu tư. Khi loại hình giao thông này trở nên tiện lợi và thân thiện với môi trường, sẽ là nền tảng để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và thúc đẩy chuyển dịch từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng. Hà Nội hiện là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước với 806 làng nghề. Phần lớn các làng nghề đều có quy mô nhỏ, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và công nghệ lạc hậu. Nổi tiếng với nghề sản xuất chăn ga gối đệm, nhưng cùng với quá trình hoạt động sản xuất, làng nghề Chát Cầu đã bộc lộ những mặt trái khi vấn đề ô nhiễm môi trường đã tiếp diễn hơn 10 năm nay mà vẫn chưa có lời giải. Hà Nội hiện là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước với 806 làng nghề. Phần lớn các làng nghề đều có quy mô nhỏ, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và công nghệ lạc hậu. Nổi tiếng với nghề sản xuất chăn ga gối đệm, nhưng cùng với quá trình hoạt động sản xuất, làng nghề Chát Cầu đã bộc lộ những mặt trái khi vấn đề ô nhiễm môi trường đã tiếp diễn hơn 10 năm nay. Mà nó đốt thì chúng tôi đằng kia chúng tôi khói khét, đêm mà con khét không ngủ được. Trách nhiệm của các cái hộ kinh doanh sản xuất này thì đều cũng phải là các rác thải nó thì đều mình cũng phải là có cái rác thải gì đấy thì mình cứ phải gom lại, mình không vứt bừa ra ngoài môi trường thì thôi, thì cũng không phải là cứ vứt bừa ra ngoài sông ao hay là bừa rãnh ở ngoài kia mình đều phải gom lại hết. Tôi thì ít các cái đầu thừa của vải ấy, nhưng mà cái việc rác phát sinh thì cũng không tránh được, nhưng mà khi phát sinh ra đó thì chúng tôi gom vào rồi anh vứt cho các bên người ta đi bán cho các cái lò đốt để người ta đốt sinh nhiệt. Cũng chưa thực sự là cũng chưa có cái một bên nào đấy để xử lý, đứng ra xử lý hoặc là cộng tác để xử lý cái rác thải sản xuất này. Để đảm bảo hạn chế việc xả chất thải rắn cũng như giảm tác động tới môi trường, nhiều hộ sản xuất chăn gối đã chủ động thay thế các chất liệu vải từ polyester sang vải sơ từ nhiều năm nay để phát huy giá trị làng nghề và giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường. Năm 2022, huyện Thường Tín đã xây dựng các cụm khu công nghiệp nhằm đưa các hộ làm nghề vào sản xuất tập trung. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã đưa ra giải pháp xây dựng điểm xử lý rác thải làng nghề theo hướng kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Tuy nhiên, hiện chưa có doanh nghiệp nào mặn mà với đề án này. Xã cũng đã làm việc với rất là nhiều cái đơn vị để mà thu gom, tuy nhiên là để mà thu gom được hết thì quả thực là các đơn vị này cũng chưa có ra được một cái giá là để làm sao bà con có thể là chuyển cái rác mà thực sự là không sử dụng được nữa. Đấy, thì ở đây thì đối với xã thì cũng rất là mong là kể cả huyện cũng như là các đơn vị thu gom có thể là bố trí được thì xã cũng sẽ có cái trách nhiệm là tuyên truyền vận động bà con. Mặc dù nghề sản xuất chăn ga gối đệm đã và đang từng ngày làm thay đổi cuộc sống của hơn 1.000 hộ sản xuất nơi đây, song nỗi lo về ô nhiễm môi trường vẫn còn đó. Ý thức của người dân lại là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề.
nhiều hộ gia đình biết rõ mức độ nguy hiểm của việc gây ô nhiễm nhưng vẫn cố tình vi phạm và chấp nhận sống chung với ô nhiễm để có lợi ích kinh tế. Và điều đáng lo ngại là các đơn vị chức năng của Hà Nội chưa thực sự chú trọng việc kiểm tra, xử lý vi phạm dù cảnh báo đã tới mức nguy hiểm. Thậm chí, một số địa phương thiếu trách nhiệm đối với công tác này. Thưa quý vị, sau khi được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ rõ những tồn tại cần phải khắc phục trong đợt rà soát vừa qua, nhiều chủ nhà trọ và chung cư mini tại thủ đô Hà Nội đã tích cực bổ sung khắc phục các vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù đã quá thời hạn yêu cầu nhưng vẫn có nhiều cơ sở chậm trễ trong quá trình khắc phục, thậm chí chưa khắc phục xong nhưng vẫn ngang nhiên đón khách mới vào lưu trú. Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 3.103 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy hoạt động từ sau khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực với tổng số 9.466 lỗi tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại, thành phố còn 2.164 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy hoạt động sau khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực. Các đơn vị đã mời các chủ đầu tư họp thống nhất biện pháp, giải pháp thực hiện, 100% chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian khắc phục. Để tôi xác minh lại, một là có thể là người ta chuyển đồ, nói người ta đến đây rồi xong người ta chuyển đồ tiếp ở chỗ khác chứ không phải hôm nay dọn đến để kiểm tra lại. Tại vì lúc trước ấy, chỉ có nhu cầu là để cho cán bộ công nhân viên để ở đã chữa hết thì chúng lúc là ta tận dụng thì cho mọi người ở một thời gian. Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch còn chưa thực sự đạt hiệu quả. Một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch dẫn tới tiến độ khắc phục, kéo giảm các công trình vi phạm rất thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu. Cũng đã phổ biến từng hộ thuê trọ và cũng đã cho những người trong hộ thuê trọ ký là cam kết về cái vấn đề mà không sử dụng dịch vụ khi mà cơ sở chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu mà sau này mà những cái tồn tại vi phạm mà ta vẫn còn chưa khắc phục thì con sẽ có cái bước tiếp theo tiến hành về cái xử lý. Tính đến tháng 7 năm 2024, theo kết quả kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ của Công an thành phố Hà Nội, gần một nửa trong số khoảng 37.000 cơ sở bị yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục vi phạm. Theo quy định, sau thời gian được yêu cầu khắc phục, lực lượng chức năng sẽ tái kiểm tra các cơ sở cho thuê phòng để xem xét. Những cơ sở nào đáp ứng được yêu cầu mới được hoạt động trở lại. Bên cơ sở mình thì đã có thông báo tạm dừng cách đây một tháng rồi và sau một tháng ấy mình cũng cho các bạn đã dừng và chuyển ra khỏi nhà rồi. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình đã tháo dỡ hết toàn bộ nhà và các thứ liên quan đến mô hình rồi thì sẽ trả lại nguyên hiện trạng như ban đầu thiết kế. Để hoàn thiện được thì tiếp tục không thể buộc phải đóng cửa. Tôi nghĩ đấy cái hành động rất là tốt. Thế nhưng cái đây là trên cơ sở thực tế thì chắc chắn là chúng ta phải rút kinh nghiệm rất nhiều từ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Thế nào gọi là cái chung cư mini và cái điều kiện như thế nào để hoàn thành một căn hộ chung cư mini về không gian ở, về cấp điện, cấp nước, về phòng cháy chữa cháy. Nó phải đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia. Theo các chuyên gia, để công tác phòng cháy đạt được hiệu quả thực chất chứ không phải chỉ là chuyện mất bò mới lo làm chuồng, thì ý thức của các chủ nhà trọ được xác định là điều quan trọng nhất vì phòng cháy bao giờ cũng hơn chữa cháy. Những trường hợp cố tình hoạt động khi chưa đảm bảo, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đến thuê trọ. Thưởng ngoạn cảnh sắc sơn thủy hữu tình, dạo bước an nhiên giữa lòng di sản, cảm nhận sắc xuân rạo rực khắp đất trời. Sơn quơ Bà Đen Mountain khai mở huyền thoại, chinh phục đỉnh thiên. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội mới đây đã lập thêm 5 tổ công tác đặc biệt, nâng tổng số tổ công tác đặc biệt lên gấp đôi, tức là 10 tổ. Các tổ công tác sẽ xử lý vi phạm tại các tuyến giao thông trọng điểm của 12 quận nội thành vào các khung giờ cao điểm. Thời gian qua, các tổ công tác này đã bước đầu phát huy tác dụng, tác động đáng kể đến ý thức người tham gia giao thông. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, Công an thành phố thành lập thêm 5 tổ công tác đặc biệt, gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động tăng cường kiểm tra, nâng tổng số tổ công tác đặc biệt lên 10 tổ hoạt động trên đường phố vào khung giờ cao điểm. Anh thì đang trên đường đi làm ạ. Anh vừa vào quán ăn sáng nên anh đi ra. Nhà gần ngay đây nên là cũng quên.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, từ ngày 16 tháng 5 đến nay, 5 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 4.937 trường hợp vi phạm. Tại các nút giao thông trọng điểm, người dân đã có ý thức chấp hành tín hiệu đèn và hiệu lệnh của người tham gia điều tiết giao thông. Thì người dân thì vào những giờ cao điểm thì thường là sẽ nghĩ là lực lượng chức năng là phân luồng điều tiết giao thông nên là sẽ không dừng xe xử lý vi phạm. Là từ khi có kế hoạch 172 thì chúng tôi cũng đã xử lý được rất nhiều những trường hợp mà không đội mũ bảo hiểm trong cái giờ cao điểm. Việc triển khai các tổ công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm tại các nút giao trọng điểm bước đầu tạo được yếu tố đột xuất, bất ngờ, có tính trấn áp cao đối với các đối tượng vi phạm, đặc biệt đối với số thanh niên ngổ ngáo, ngang nhiên vi phạm trong khung giờ cao điểm. Công an thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường thêm 5 tổ công tác đặc biệt, tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện đi sai làn đường, không đúng phần đường quy định, vượt đèn đỏ. Mục tiêu là nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, đồng thời kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Sau gần 2 tháng thực hiện, các tổ công tác đặc biệt đã phát hiện xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 4,1 tỷ đồng. Cái điểm mạnh trong cái công tác giao thông lần này đó là sự tập trung trong theo từng khu vực, chứ không phải là làm theo từng tuyến đơn lẻ nữa, mà chúng tôi sẽ triển khai các kế hoạch và theo từng khu vực để nhân dân và mọi người khi tham gia giao thông sẽ biết được rằng là quá trình làm nhiệm vụ và lực lượng cảnh sát giao thông triển khai lần này sẽ mang tính toàn diện và qua đó sẽ nâng cao cái ý thức về văn hóa giao thông cũng như là ý thức tham gia giao thông của người dân. Cùng với lực lượng 141, 10 tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý triệt để các hành vi cố tình vi phạm luật giao thông, từ đó thay đổi ý thức của người dân và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô. Thời gian tới, các tổ công tác đặc biệt cũng sẽ tập trung xử lý cả những đối tượng thanh niên cố tình phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin môi trường và cuộc sống ngày hôm nay tại đây. Mọi đóng góp thông tin ý kiến về tình hình môi trường và cuộc sống, quý vị và các bạn vui lòng gửi qua email toasoan.mtcsa@gmail.com hoặc đường dây nóng 0986666917. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin truyền hình môi trường và cuộc sống lần sau.